Hello, em xin gửi lời chào tất cả các bác nhé. Đây các bác này, loa là loa Osama BD12. Dòng loa này hiện tại thứ hai em cũng vừa vệ sinh được cho các bác xong. Nó nói được với các bác luôn là lô loa này thì vệ sinh đến đâu thì bọn em cũng đã khách hàng đã gần như này chốt và đặt hàng rất là nhiều rồi. Thì không biết là hiện tại bây giờ là số lượng loa còn bao nhiêu. Đây có thể nói là một trong những dòng loa đẳng cấp bậc nhất hiện tại cho những tất cả thương hiệu của Nhật trong karaoke. Thương hiệu của Nhật trong dòng karaoke thì hiện tại bây giờ khá là nhiều thương hiệu Dam, Sansui, BMB, BIK vân vân. Rồi nhưng tất cả dòng loa full thì phải nói là Osama BD12 phiên bản tiếp theo là phiên bản hay nhất và đặc biệt nhất. Em nói được các bác luôn là hiện tại thị trường thì loa BMB 3012 là một trong những do lòng loa mà CDS 3012 là một trong những đôi loa được mọi người mệnh danh là hay nhất hiện tại trong loa của Nhật Bản. Xin thưa các bác, nó chẳng là gì số đôi loa này hết. Trong khi hiện tại đôi loa đó đang bán với giá là 17-18 triệu một đôi loa bãi. Đôi loa này em Xuân bán 15 triệu, em nói khẳng định các bác ăn đứt bởi mọi mặt luôn, về cả dãy bát, dãy tép, dãy trung âm, tất cả mọi thứ về hình thức bên ngoài. Đôi loa này ăn đứt hết, tất cả luôn. Rồi nhất là đôi loa này Osama, bác thấy này đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần kiểm tra đôi loa Osama. Hàng xịn đấy không thì được bảo này em bán cho bác đó chính là Osama BD12. Thì chúng ta chỉ cần kiểm tra loa xịn nha, nó có mã vạch được rồi. Chúng ta chỉ cần mở cái Zalo thôi, mở Zalo lên, dùng cái mã vạch, quyết một phát. Đấy, quên phát nó ra ngay cái đường link mà chúng ta sẽ ấn vào đường link này, nó sẽ cho chúng ta thông số lập tức phiên bản gì, mã gì đấy. Mạng nó hơi yếu thôi, bác xin cảm động một chút nhé. Nó sẽ ra tất cả thông tin đấy, nó là mã sẽ nó là BD12. Ra hết luôn, BD12 8 ohm. Công suất là 400W, công suất động liên tục là 800W. Trọng lượng là 22,55 kg. Dẫn từ xuống 45 Hz. Xin thưa các bác luôn nhá, tất cả thông số này nó sẽ là cộng trừ 2 hết các bác nhé. Nhưng mà xin thưa các bác là xuống đến 45 Hz thì nó phải nói là kinh điển. Phải nói thực sự luôn. 45 Hz cho một dòng loa full 30 là một thông số rất là ấn tượng, rất là khủng khiếp đấy các bác ạ. Và đôi loa này nó hay hoàn hảo cho bác, với đã đắp tín luôn. Bát trung tép không cần căn chỉnh luôn. Em hứa danh dự các bác luôn. Các bác chưa đôi loa này, các bác không cần căn chỉnh bất cứ một cái gì hết. Để nguyên cái dãy mộc cho em hát karaoke không cần căn chỉnh gì hết, reset hết bên vàng về trắng, hát karaoke vẫn hay. Dạy mic, dạy trầm, dạy trung, dạy cao đủ hết, không cần phải nâng mà cứ mà dạy nào luôn. Nó hay đến mức độ hoàn hảo luôn các bác nha. Anh em nào không tin cứ thử mà xem có đúng giống lông loa gì đây không, bao giờ em thử không. Dạy trung, dạy cao, tất cả mọi dạy các bác không cần căn chỉnh gì hết, để dạy mộc cho em cực kỳ mê luôn. Và sáng ngày hôm nay anh em mà đến này, những người khách ở xa cả tỉnh khác ở đây chạy đến nơi để mà thực tế để lấy luôn cái loa này. Và hiện tại bên em vừa vệ sinh xong bắt đầu sẽ đóng hàng để gửi đi cho bác nữa. Cho nên những bác khách nào hiện tại đang thích dòng loa này hãy liên hệ với em ngay lập tức bây giờ luôn. Không để các bác chờ lâu nữa. Ngay bây giờ đây em mời các bác cùng nghe chất âm của đôi loa này nhé. Các bác nghe nó như rất là vào tai. Nó hay như loa nghe nhạc luôn các bác ạ, nhưng lại hát karaoke tuyệt phẩm luôn. Đó mới là cái đẳng cấp của một đôi loa sản xuất và được tất cả đi driver nhập khẩu 100% của Mỹ các bác nhé. Khác hoàn toàn luôn. Và đặc biệt Osama nó là dòng loa của hoàng gia rồi. Nó là một dòng loa của hoàng gia Nhật Bản rồi, cho nên là nó khác hoàn toàn, đẳng cấp các bác nhé. Ngay bây giờ em sẽ test cho các bác cùng nghe chất âm loa này các bác nhé. Em sẽ test kiểu nhạc trữ tình, dòng nhạc đàn á, thì cho em xin phép bỏ qua. Vì nhạc đàn đôi loa này nó là điểm mạnh rồi, điểm mạnh rồi mà test nhạc đàn thì các bác coi thường quá. Em sẽ test nhạc trữ tình, sau đó sẽ test nhạc acoustic các bác cùng nghe nhé. Nó như một dòng loa nghe nhạc luôn, em hứa các bác là nó như một đôi loa nghe nhạc vậy ạ. Nó chi tiết, nó ti ta, tách bát, nó mềm như một đôi loa nghe nhạc luôn, không khác một cái gì cả. Nói thật với các bác, cỡ như BMB CDS 3012 hiện tại trên thị trường đang bán hàng bãi với giá 18-20 triệu thì em chấp luôn, nói thẳng luôn, không có cửa gì để số đôi loa này. Các bác cùng nghe, các bác sẽ thấy nó hơn hẳn luôn, nó khác biệt hoàn toàn mà nó hơn hẳn luôn đấy. Bát nó hạ xuống những cái nốt nó trầm đá cực kỳ luôn, tép nó nhuyễn, tí tai tách rất là đã. Bây giờ các bác nghe thử này, sau này chúng ta còn xem nội thất sau nhé. Đây, Tú đang live stream em qua trực tiếp đây nè, mọi người đang làm chung đây, em tranh thủ quay lúc buổi trưa, anh cùng nghe nhé. Anh em nghe, anh em biết được cái đôi loa này nó hay cái nào. Hai chữ hai bên các bác nhé, chữ giữa em để đây co rồi á.
là bảo tài. Màu hay chuyện đời luôn nữa. Đẳng cấp thật đấy. Chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sớ cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi, nghe lòng kia đã thật đấy. Loại này các bác về các bác chơi em cả 10 ngày không thích, cứ chán rồi không ưng cứ trả lại cho em. Em hứa các bác luôn. Anh em nghe đôi loa này em mê luôn. Giải trầm của nó cực kỳ khủng luôn. Nghe nó đi tà cách như thế đã. À tụi đang live stream đây. À anh em đây, nghe đây. Thế là tranh thủ cái lóc quay lúc buổi trưa. Tiếng sạch bong luôn đấy. Và không nhận tiếng bát này. Yêu nhau cho đớn đắng, hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta. Rơi vô theo thao ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về quên mất cầu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiếu. Tiếng chơi vẫn theo thời gian có nhịp vang anh, giờ thầm chế trong em. Chẳng có gì để mà nói. Loa này không chơi thì chơi loa gì đây? Loa này không chơi thì chẳng biết chơi loa gì. Các bác nó đẳng cấp, nội thất ở đây bác nhìn này. Em thề các bác toàn bộ driver là hàng nhập khẩu hết nha. Toàn bộ bát tép là hàng nhập khẩu hết này, made in USA hết. Các bác nha, qua mã hết. Anh em nhìn cái bát đẳng cấp không? Đấy, ôi ôi, nặng lắm các bác ơi. Số mây vậy các đủ hết nhá. Hàng đẳng cấp này, gần 3 sóng. Gần 3 sóng này, gần này có pha mút được các bác nha. Đánh tiếng bát nó êm là vậy đấy. Nghe thì nó mê lắm. Tại thì cái bản mà cái bản tép neo với bản tép thường nó khác nhau, một cái là cái bản tép thường á thì cái xương này họ không sơn màu đen. Họ để màu trắng luôn, còn cái bản này họ sơn màu đen rồi, sơn thính điện rồi. Số mây đủ hết đây, các bác nhìn này. Đã không? Mét UN là tép cũng là tép neo. Tép neo bác nhá. Tất cả bát tép sẽ được nhập khẩu tại Mỹ luôn. Và họng là họng liền rồi. Đấy, chúng ta sẽ lắp bạc vào cái bát này quay phía sau. Đôi loa này có một cái đặc biệt, bác nhìn đây này. Toàn bộ roang bát, roang tép, đến cả cái roang chân cắm đây cũng được làm 100% bằng vỏ cây ô liu. Bằng vỏ cây ô liu bác ấy. Nó cho cái độ nén, độ ép cực kỳ kinh khủng luôn.
thì những đồng loa Mỹ thường thường họ hay làm cái vỏ cây ô liu này. Đấy, thì cái vỏ cây ô liu này chúng ta thấy là biết rồi, nó cho ra một cái độ ép, khi chúng ta càng ép chặt nó càng nở ra, và nó ép rất là mạnh luôn, cực kỳ phê luôn, chắc lắm. Đấy, loa này bắt rất là mạnh. Anh em để ý này, trên tất cả đồng loa của Osama, cái từ 500 này lúc nào cũng dày hơn các hãng khác. Anh có để ý mà xem, về cái đùa thử mà xem, cái từ 500 này lúc nào nó cũng dày hơn. Nó dày hơn các bác nghe, nó sẽ dày hơn, nếu các nhìn thấy nó dày hơn và cứng, từ tính cực kỳ mạnh luôn. Đấy. Với một đôi loa mà đắp tín nó hoàn hảo phải nói là một câu là hoàn hảo kinh điển rồi thì chẳng cần phải căn chỉnh nha. Bác nhìn đây, cơ bản đây. Giống như mà giống y chang của Nixon vậy, có cần căn chỉnh gì đâu mà. Đấy, chỉ dùng một vài cái tụ chip mát và cái bóng xả tép bảo vệ, có trọng nhất là cái bóng này thôi. Cái bóng này để bảo vệ con tép không bị cháy. Đấy. Trường hợp bị hú hít thì là cái tép bóng này nó xả nó sáng lên, nó bảo vệ con tép này cực kỳ tuyệt đối luôn. Nó đẳng cấp các bác ạ. Số gì mày, con tép này là con tép đời mới bác nha. Con tép này là con tép C4 CT đấy. Con tép này là con tép đời mới nhất đấy. Tép này đang sử dụng trên cả dòng là Osama Bat 40 cũng dùng chung luôn. Đấy, các bác biết không? Đẳng cấp không? Lọ thông hơi thì cân đối đây, đẹp. Phần mê nhất là cái họng tép này. Tép tiếng nó đã lắm các bác, như một đồ loa nghe nhạc. Không chê một điểm gì hết ạ. Nó như một đồ loa nghe nhạc vậy, con tép họ làm đẹp thật. Quá đẹp luôn, nhìn nó sexy, nó đẹp, nó rất là hay. Cái loa nhìn rất là cao các bác, rất là cao ráo đẹp đúng không? Thì đôi loa này thật các bác là em bao các bác tuyệt vời luôn, về cả nghe nhạc, về cả karaoke, không chê được một trừ từ gì nhé. Bao dùng luôn trong vòng 10 ngày, không thích cứ chạy lấy hàng kia, lấy lại tiền về không thiếu một xu cho các bác luôn. Ok chưa? Đấy, hàng đẳng cấp nhá. Giá 15 triệu đồng nhưng mà đôi, cho nên anh em hãy nhanh tay. Số lượng em xuân quần rất là ít các bác ạ. Cực kỳ ít luôn. Anh em hãy tranh thủ thời điểm này để chúng ta sở hữu một đôi loa đẳng cấp như Osama. Một trong những dòng loa toàn bộ driver nhập khẩu made in USA hết, sản xuất tại châu Âu rồi bác biết rồi. Chất lượng quá tốt đúng không ạ? Em bao các bác tuyệt đối hay hơn BMW Series 3012 và 2012, bao hơn hoàn toàn luôn, lệch hẳn hoàn toàn luôn. Anh em nghe cả tiếng bát tiếng tép mọi thứ, đôi loa này sẽ hơn hẳn luôn. Đẳng cấp Nhật Bản mà là Osama dành cho thương loa hoàng gia thì nó chắc khác biệt lắm. Thì anh em hãy nhanh tay nhé, hãy nhanh tay sở hữu đôi loa này. Cảm ơn các bác rất là nhiều.